Chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Quý bác ạ, hôm nay là ngày 3 tháng 3 rồi quý bác ạ. Vào mùa chay và hôm nay thì Tết thì đã được hơn 1 tháng rồi quý bác ạ. 1 tháng 3 ngày rồi. Lần này thì theo nguyện vọng của một bà quý bác ạ, vẫn mang những phần quà gồm có gạo, dầu ăn, rồi một gói cờ no quý bác này, rồi một gói bánh, cũng như là một phong bì 300 ngàn để hắn giúp một bà ngày xưa bà ở Phúc Nhạc quý bác ạ. Hiện nay bà đang sinh sống bên nước ngoài và theo nguyện vọng của bà thì hắn có mua chút quà để giúp những người nghèo trong xứ. Vì những người nghèo trong xứ cũng đông lắm cho nên là hôm nay thì theo nguyện vọng của bà hắn chuẩn bị được 45 phần quà quý bác ạ. Tại vì hắn cũng không liên hệ được với bà qua điện thoại hay qua gì nhiều, cho nên là thôi thì hắn cũng sao kê với bà. Gồm có hắn mua một gói cờ no đây này cái bác này, nghe nói là 900 gram cái bác ạ. Là gói quà này hết 49 ngàn cái bác ạ. Một chai dầu ăn lớn này cái bác này, đấy là có giá 36 ngàn cái bác này. Rồi một chai nước mắm như vậy thì có giá là 18.700 cái bác ạ. Rồi 1 kg gạo này hắn mua chỗ quen của bà thì cũng hết 115.000 cái bác này. Rồi hắn mua cho bà một gói bánh nữa. Một gói bánh ở đây thì gồm có chocobai hay là bánh frutta đây. Thì hắn mua một gói bánh như vậy cũng 49.000 cái bác ạ. Thì cộng chung lại với phong bì 300.000 hôm nay ấy, tập trung lại thì một phần quà thì hắn chi phí hết tổng cộng là 566.700. Hôm nay hắn mua gồm có 45 phần cho nên là tổng số tiền mà 45 phần này thì hết 25.501 này. Rồi giúp xứ ba tạ gạo theo ý của bà thì hắn mua hết 3.450.000 này. Rồi chi phí thêm về cái một phần đặc biệt 360.000, rồi hắn phải mướn xe lôi để chở đến từng nhà. Rồi hắn mua bọc bao bì nữa thì hết 400.000. Tổng cộng ngày hôm nay hắn mua quà là hết 29.711.000 quý bác ạ. Và nói về số tiền nhận của bà ấy thì con cũng báo bà luôn là hôm bữa con cũng nhận được của bà là số tiền là 600 đô. Con đổi hôm qua được 2.342.100 đô thì được 14.052.000. Và con mới nhận thêm qua chuyển khoản được 18.400 nữa. Vậy thì tổng số tiền con nhận của bà là 32.452.000. Và con chi phí để mua quà rồi phát phong bì giúp người nghèo hôm nay hết tổng cộng là 29.711.000. Như vậy là hôm nay con chi phí con tính ra hết trước mắt là hết 29.711.000. Số con nhận của bà là 32.452.000. Vậy thì con còn dư lại của bà 2.741.000. Số tiền này chắc con cũng xin phép bà để con giúp cho những hoàn cảnh khác ở ngoài xứ hay ở đâu đó bà nhé. Vậy là bây giờ thì con chuẩn bị chất đồ để đi đến giúp 45 phần quà này cho những người trong khu xóm của giáo xứ Phúc Nhạc theo nguyện vọng của bà. Những phần quà đây là của bà Vinh ngày xưa buôn gạo ở ngay phía trước chợ Phúc Nhạc quý bác ạ. Đã lâu rồi thì anh em không đi bằng quà như vậy nữa, nhưng mà hôm nay thì tôi để giúp những gia đình khó khăn ở xứ Phúc Nhạc, cũng như là giúp truyền tải những phần quà của ân nhân là bà Vinh buôn gạo ngày xưa quý bác. Anh em ráng đi mua rồi cũng ráng chất ráng rồi đi. Mặc dù khăn nghĩ chiếc xe đây thì cũng hơi kéo, hôm nay chắc hơi nặng, hơi khó kéo đây với bác ạ. Kéo vòng vèo trong khu xóm thì cũng không phải dễ.
Rồi những phần quà đây thì cũng tính là mua trị giá mỗi phần quà là 300 như theo lời bà dặn quý bác ạ. Nhưng mà để tính được đúng 300 thì cũng hơi khó, bởi vì giá cả mỗi thứ thì mình phải liên hệ rồi mình đặt trước thì mới có quý bác ạ. Cho nên hôm nay cộng ra thì mỗi phần quà nó chỉ mới có 267.000 thôi. Và Khánh cũng giúp thêm theo ý của bà nữa là mỗi gia đình thêm một phong bì 300.000 nữa thì tính ra gần 600.000 một phần thôi quý bác ạ. Đây là nhà bà ngày xưa đây ạ. Ngày xưa bà là bà Vinh buôn gạo nổi tiếng ở làng Phúc Nhạc. Trước giải phóng nhà bà buôn gạo rất là lớn luôn quý bác ạ. Hôm nay thì đang có người bán vải và xốc vải yến định đây quý bác này. Đây là khu vực của nhà bà đấy. Một trong những ngôi nhà có từ rất là lâu đời ở chợ Phúc Nhạc quý bác này. Đây là khu phố này nhà bà luôn. Bên này là nhà bà Tần Giò. Đây là dòng đài Francisco. Phố đối diện với phố nhà bà luôn. À, có cô Thư. Nhìn xuống mạn Gia Yên. Ê bà ơi, nhà bà buôn bán có vẻ đông khách đông xe lắm đây. À, shop vải Yến Định. Vải Yến Định đây bà này. Đông khách đông xe lắm, ngay đối diện chợ Phúc Nhạc. Để anh quay thử ra. À, nhiều vải cô ơi. Rồi ông đi cho cô ơi, cô cháu Khánh này, cô này cháu mang món quà của bà Vinh đấy cô. Biếu cô đã biếu cô chiếc quà hàng xóm, tại hôm nay bà Vinh gửi tiền về cho cháu đi biếu mấy người nghèo. Vâng, hay con biếu cô nha. Vâng, đây quà cho mấy cháu, cô có cho ngoại cho nội rồi cô nhỉ. Vâng, cô có cho nội. Vâng. Vâng, tiệm cô đông quá cho quay cái nhá. À, xin lỗi. Vâng, đây đông khách. Tiệm vải lớn quá. Vâng. Đây, lớn quá quý bác. Ồ. Tiệm cô rất là nhiều vải luôn quý bác. Nghe nói nhiều rồi, hôm nay video đi đến này. Rộng quá. Đấy, nhà rộng. Ồ, các loại vải áo dài ở đây nổi tiếng này quý bác này. Ngay đối diện chợ Phúc Nhạc. Đấy. Anh quay một tí quang cảnh lại. Đây, gian trong đây. Đấy, coi như gian dưới này làm ăn hết luôn. Đây là cái lửng cái lầu ở trên. Rồi, con đi lối này. À, hết tới đi rồi, phải vòng lối này.
cảm ơn bà với các chị bên đấy nhá. Vâng, và cảm ơn cô nhá. Chào cô ạ. Chúc cô buôn bán đất hàng nhá. Vâng. Đông khách quá. Rồi, bây giờ con đi qua nhà này. Nhà bên này, nhà này đi Mỹ hết rồi. Con qua nhà anh Hưng. Rồi, không ai em lấy quà đây. Anh Hưng đây, quý bác này. Anh Hưng sửa đồng hồ. Có mấy cái răng vàng mắc quá. Vàng cái này lên giá lắm. Vâng, đâu, anh hỏi đi. Cho gửi lời hỏi thăm bác Vinh với lại các em rồi... Anh rồi Thắng rồi Huyên các thứ hết nhá, gửi lời hỏi thăm hết nhá. Có dịp bà về dân kèm chơi, về dân quê hương chơi nhá. Anh ơi em gửi chúc bà cho mấy cháu ăn nhá. Em để đây cho anh này đấy. Đấy là quan em Huy. Và quan Huy thăm anh rất là cái gì ạ? Huy cũng đẹp. Vâng đúng rồi em biết rồi. Đây anh Huy cái nhà tròn tròn này anh. Đấy. Đây nhà của anh. Vâng. À nhà anh đây à anh? Đây nhà anh Hưng đây. À làm đẹp quá này. Ồ giống như nước ngoài luôn này. Nhà mình đây cho thuê trước rồi mình ngồi cái nhà hàng xóm đóng cửa phải không? À đây nhà anh Huy đây. Đang anh Huy bây giờ ngày xưa chụp hình nổi tiếng lắm nhưng mà kỳ này anh cũng yếu rồi. Anh nằm một chỗ rồi. Đây bác ạ, nhà anh Huy ngày xưa ăn chụp hình nổi tiếng lắm. Kỳ này ăn yếu lắm. Vâng, đây. Rồi em cảm ơn anh Hưng nhiều nhá. Vâng. Đâu, tiếp đây. Bố con còn nhận ra anh không ta? Anh còn nhận ra em không? Đây anh này. Vâng. Anh Huy ạ, em hôm nay em đi mang những cái phần quà của bà Vinh ngày xưa buôn gạo đây anh này. Anh nhớ bà bên kia chưa ở đây không? À đấy bà nhờ em đi giúp mấy người nghèo mấy chục nhà ở đây ấy. Rồi bà có dặn em mang chút quà qua biếu các cháu ở gia đình ăn ấy. Em mang chút quà của bà đến nhá. Rồi em ở đâu rồi em ơi? À, em bỏ chồng lên nhau đi. Cái phong bì nữa đâu chả? À, tới đây có cái phong bì chúc em mua bán cho cháu em nhá. Vậy nhá, vậy anh ơi em đi ăn nhá. À và ăn bây giờ còn đi lại được không hay chỉ ngồi chỗ thôi? Vâng. Giờ chỉ ngồi nằm yên thôi. Vâng. Lâu lắm em mới đến thăm anh đấy. Thôi chúc anh sức khỏe anh nhá, anh đi nhá. Vâng. Cái này là của bà không phải của em đâu nhá. Hôm nay bà đến 91 tuổi vẫn nhớ hàng xóm. À đây cô Tuyết. À, chị quay phim chị nhá. Chị ấy quay phim chị cái nhá. Vâng, và Vinh gửi quà biếu. Ừ, em mở đúng nữa quay. Đẹp hay đẹp hơn Tuyết luôn. Mẹ mà còn đẹp hơn Tuyết này nữa. Và chị ơi em bà nhờ em biếu thích quà hàng xóm chị đã. Em đi đây chị ạ. Vâng. Rồi em đi đây chị ạ. Chào. Vâng. Đi đi. Bếp luôn. À vậy à, tự do hả? Đây, nhà ăn đằng trước cao hiệu thức tay. Chào anh, chào gặp anh Khánh tí ạ. Rồi. Đây nhà anh Khánh này. Bà có dặn em là biếu anh chúc quà hàng xóm, chúc bắn kẹo cho cháu này. Vì không em gửi anh không bị, anh không ăn cho cháu mua bắn ăn này nhá. Rồi. Và đấy, đây là anh Khánh đẹp trai ngày xưa đây. Giờ vẫn còn đẹp trai đúng không? Cảm ơn bà ạ, với lại các anh chị ở bên đây. Ừ đúng rồi, vậy vui quá. Chủ yếu là quay anh để bà thấy mặt này, lâu quá rồi bà không về được. Bà năm nay bà 91 rồi đấy anh. Và 91 mà bà gửi về em giúp hàng xóm nhiều lắm. Cảm ơn các tiểu cả. Và chào anh Khánh nhá, đi ạ. Đi Khánh nhá. Đây, quý bác ạ. À, vừa thăm hàng xóm nhà bà rồi. À, biếu chúc quà bắn cho các cháu con cái của hàng xóm quý bác ạ. Bây giờ thì Khánh bắt đầu đi giúp những phần quà của bà để trao đến cho những người nghèo. Hôm nay thì khu xóm thì nhiều lắm quý bác ạ. Cả xứ thì cứ mấy trăm người nghèo ấy. Nhưng mà thôi thì mình cũng lọc lựa ra những gia đình mà mình ông chủ lọc lựa giúp Khánh để những gia đình khó khăn nhất đấy. Giúp mỗi người một phần quà Khánh biếu theo của bà thì gồm có một phong bì 300.000, một phần quà coi như khoảng 270.000 quý bác ạ. Coi như giúp được 40 gia đình quý bác ạ. Cộng với lại những gia đình bà dặn là coi như 45 gia đình ạ. Ba ơi. Cô ơi, nhà bà Vinh và biếu bà với lại cô. Vâng. À vậy là cô với bà ở với nhau à cơ? Dạ vâng, bà đây nữa này.
năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? À vậy đấy. À đấy. Đây, đang đến đây nữa bà ạ. Kỳ bác ạ. Cái hẻm vậy thôi. Đây. À. Thì không có xé, tí là để vậy rồi ngồi thôi. À. Rồi thôi mình đi luôn. Và nơi bà Vinh ngày xưa bán gạo cũng là đường mà bên nước ngoài có gửi thư quà về nếu em. Vâng, vâng. Cháu bị lâu chưa cô nhỉ? Cháu bị 20 mấy năm rồi. Ồ vậy đấy ta. Cháu bị bại liệt luôn hả cô? Lúc săn là bị luôn hả cô? 17 tuổi mới bị. Trời ơi, bị sốt không bị hả con? Bị sốt não Nhật Bản, giờ cháu chỉ biết vâng. Biết hồi nhà thương về không có chở mình được đâu. À. Đi cấy chỉ ngồi lên ngồi xuống được. À là đi châm cứu hả con? Vâng. Cấy chỉ là châm cứu hả con? Không nói được, không đi được, ăn cơm phải xay cơm mới đúng. À vậy đấy, khổ nha. Vâng, thôi cho cháu biểu chúc quà của nhà bà Vinh vậy cô nhá. Có phong bì nữa, coi chừng có để lẫn đâu cô nhá. Vâng, thôi cháu chào cô nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn bà Vinh đã giúp đỡ gia đình con. Vâng, vậy cháu đi cô ra. Vâng. Đây, hẻm bé lắm cái bác này. Một cái hẻm ở bên khu Tây Phúc Nhạc. À, khả năng đi bên khu Tây cái bác ạ. Dòng dòng các cái dòng khu Tây, hôm nay ông chủ dẫn đi ạ. Đây. Và à đây không phải mấy người nghèo mà là mấy người hàng xóm. À. Bà ơi, bà Vinh ngày xưa bán gạo Phúc Nhạc. Bà đi nước ngoài rồi, bây giờ bà có tiếp quà bà biếu về biếu ông bà nhá. Đây ông ơi, bà ở đây được rồi. Có. À không biết à ca. Tôi lái xe nhà ông ạ. Ờ vậy à ca. Ông tên gì ca? Ông Mơ. À ông Mơ, đây ngày xưa ông lái xe cho nhà bà nữa. Ông ơi phong bì đấy ông này. Có chức quà tiền nữa ông nhá. À mắt ông cũng yếu rồi à ca. Không, mà tôi không còn thấy. À vậy à ca. Vậy hai ông bà ở đây với ai không ca? Có cháu nó nấu cơm. À cái cháu nó nấu cơm cho đấy. Cảm ơn ạ. Vâng. Vâng. Cảm ơn bà. Bà Vinh. Và ông cảm ơn bà Vinh nhá. Bà Vinh năm nay cũng 91 rồi đấy ạ. Vâng ạ. Đấy, ngày xưa may quá gặp ông ngày xưa lái xe cho nhà bà nữa này, ông Mơ này. Vâng, vậy sao con đi đó. Vâng ạ. Đây, kia bác ạ, mình vào đây nữa. À, cô nụ đấy, vâng. Vâng, cô biết nhà bà Vinh ngày xưa không? À, vậy đây cháu mang quà của bà biếu cô nhá. Chúc cô sức khỏe vậy cô ra. À, cháu đi cô ạ. Vâng. À, vâng, đúng rồi. Cháu chào cô nhá. Vâng. Lại vào một cái hẻm ở khu Tây tiếp đi bác ạ. Đây, nhà hai ở cái hẻm này. Vẫn còn bằng đá đất thôi đi bác ạ. Bà Vinh bán gạo ngày xưa ở Phúc Nhạc. Bên nước ngoài bà có tí quà gửi về để biếu chị nhá. À cũng mười mấy tuổi à? Ồ ngày xưa suốt đại liệt nó khổ nhờ, nhiều người bị quá. Vâng vậy thôi cảm ơn chị nhá, chúc chị sức khỏe nhá. Vâng, chào chị ạ. Vâng, đây là hẻm nhà ông Trương Hiển, nhà bác Hiển, nhà ông Cô Trì nhỉ? Nhà ông Cô Trì có trà đây cái bác này. Đây là nhà cô Hiển này. Đi vào đây các bác ạ. Ở đây hẻm bên khu Tây này thì có nhiều cái hẻm nhỏ lắm. Vâng, bác nào. Cô ơi, cháu mang chút quà của bà Vinh bên buôn gạo ngày xưa ấy, cô biết không? Vâng, thay chúc cô sức khỏe với cô nhá. Vâng, cô cảm ơn bà. Cảm ơn bà nhiều nhá. À, đúng Chúa rồi. Chúa chẳng không nhớ bà. Vâng, đúng rồi. Cảm ơn cô nhá, cháu đi ạ. Vâng. Đấy, dạ. Đây các bác ạ. Cánh này đang đi trong dòng khu Tây bên hông nhà thờ Phúc Nhạc hay còn gọi là dòng F88. Bây giờ gắn lại xe ông chùm để dắt thân qua bên khu Nam quý bác ạ. Khu Nam thì nó nằm phía bên tay trái của mình. Ông chùm đang chạy trước ạ. Mùa này thì không trồng hoa nữa mà mọi người đang trồng rau. Rau diếp này quý bác này. Các loại diếp để cải ngọt. Vâng. Mang bắp bình chứ. Vâng. Nhà bắp chỗ nào? Bà Vinh, bán gạo ở ngoài mặt đường ấy. Vâng. Hai.
À, gia đình bác cảm ơn bác Vinh nhiều nha. Nhà con cũng đương ốm mới vậy. Vâng. Rồi, vậy được rồi. Cảm ơn. Vâng, vâng, dạ. Vâng. Hai bác ạ. Vâng. Bác Viễn ơi, ông bà Vinh bán gạo ngày xưa ở đầu đường đấy, đi nước ngoài rồi có bà có gửi về ít quà để biếu bác nha. Vâng, cảm ơn các anh đi bà nhá. Vâng, đúng rồi, hai bác ở đây. Lý tưởng nhỉ, mát mẻ lắm này. Ngoài này thì nó mát rồi. Vâng, vâng, tôi ăn chào hai bác ạ. Vâng, dạ. Dạ vâng. Thế này là cháu mang chúc quà của bà Vinh ngày xưa bôn gạo ấy. Bà nhờ cháu giúp những gia đình các cháu tàn tật hay là người già đấy trong khu xứ mình đấy, con gửi biếu chúc quà của bà Vinh vậy nhá. Vâng. Cảm ơn nha. Vâng, chào chú. Vâng. Đâu em trai đây. Cô đang đút cho cháu ăn à? Vâng. À vậy đấy. Chào. Đấy, em 40 mấy tuổi là cô chú? À 47. À vậy đấy cơ. Vâng, vâng. Đây. Bà Vinh. Vâng, con mang quà của bà đến giúp bà chúc quà với bánh với chúc phong bì vậy bà nhá. Đây ạ, vâng. Đây con chúc ông bà sức khỏe vậy nhá. Vâng, bà vẫn còn ông chứ gì nhỉ? Dạ. Đúng rồi. Vâng, vâng, thôi con chào bà nhá. Vâng, đấy. À nay con bà nhờ con giúp những người khó khăn thì con biếu bà đấy bà nhá. Có phong bì 300 ngàn cái chừng mất bà nhá. Vâng, con chào bà đây. Vâng. Con đang lòng vòng ở bên khu Nam quý bác ạ. Bên khu Nam là khu vực mà cắn những cái ruộng rau gia đình rất là nhiều luôn quý bác này. Mùa Tết thì bên khu đây trồng hoa. Ồ, đây đang có người xây nhà này. Phúc Nhạc thì người dân thì cũng có nhiều gia đình giàu mặt quý bác ạ. Đấy, đang xây cái nhà cũng to. Đây, cánh đồng bây giờ trồng rau. Các bác có thể thấy các loại rau. À, rau tí. À. Đây, nhưng mà có nhiều cái hẻm các bác ạ. Ngày xưa thì nó là những cánh đồng rau rồi con đường đi nhỏ nhỏ ở đằng trước. Bây giờ mọi người xây nhà nhiều rồi cho nên những con đường trong hẻm gần đường mà ngày xưa để đi cánh đồng rau bây giờ nó bé lại, nó hơi ít đường. À, đây con mang quà này là của bà nhờ con gửi giúp những gia đình khó khăn trong xứ mình đấy. Cần gửi ông bà tí quà với lại phong bì này 300 ngàn đấy ông nhá, ông bà nhá. Vâng, thưa con chúc ông bà sức khỏe vậy ạ. Vâng. Dạ, vâng. À vâng, đây là quà của bà nhờ bà Vinh nhờ con gửi mang về giúp những người khó khăn con ghi biếu bà nhá. Đây có 300 ngàn đấy bà. Vâng, năm nay bà 91 tuổi ấy cơ. Vâng, năm nay phải bằng tuổi luôn. À vậy bà bằng tuổi bà bằng tuổi với bà Vinh luôn đấy bà. Cái gì cũng được. À và đây cho bà đi. Bà ơi, cháu mang chúc quà của bà Vinh ở bên Mỹ ấy cơ. Bà Vinh ngày xưa bôn gạo ấy, bà biết không cơ? Vâng, đây là quà của bà nhờ con chuyển đến những người khó khăn đây. Con biếu bà một phần quà của bà Vinh nhá. Bà cảm ơn bà Vinh đi ạ. Vâng, bà nhá, chào bà. Vâng. Nhà cô có 3 người bị sao á con? Vâng, 3 em là nó bị gọi là bị bệnh teo cơ, các em không đi lại được. Tự nhiên bị á con? Không, bị từ hồi bé. À, sang ra là bị luôn á con? Mấy chục năm rồi nhỉ? À. Mấy chục năm rồi, bây giờ là đứa bé. Lớn tuổi nhất có thể lên đến 56 tuổi nhỉ? 57. Vậy nhà mình có mấy chị em mà 3 người có bị? Có 4 chị em. 4 chị em mà 3 người đây bị? Đây này, tôi rồi đây này. À. Đây này, xong bắt đầu là bị vâng. Thay các gối đấy bằng. Ồ, là... vậy á con? Vâng, còn ba em là không đi lại được. À, coi như bốn người mà cô liệt từ nhỏ ấy. Vâng, cô thì đỡ hơn cô mổ đấy. Không, vâng. Cô thì là ngon. Nhỉ? Vâng, thì cũng mổ đây này. Bị mổ, bây giờ nó bị thoát bị đĩa đệm nó cũng đau. À, vậy đó con, còn ba em cô đang ăn cơm mà con. Vâng, các em đang ăn cơm. Vâng. Cô ơi, cháu mang chúc quà đây là của nhà bà Vinh Buôn Gạo ngày xưa ấy, nhà cháu giúp vậy nhá, cho biếu vâng, cô vậy. Vâng, tôi thì cũng thay mặt cho các em. À, em cũng cảm ơn bà với các anh các chị bằng thì tôi đã giúp đến gia đình em, nhớ đến gia đình em thì em rất cảm ơn bà chứ. Và cũng chúc bà sang năm Chúa ban cho được bằng yên khỏe mạnh trong năm mới chứ. Vâng. Rồi, cảm ơn cô nhá. Dạ vâng. Này, cái này đang đi vào dòng này bây giờ người ta hay gọi là dòng xóm ốc. Dòng này thì nhiều con nít với trẻ em lắm. À, đấy cái bác dòng để đồng con nít. Chú tên Khánh. À, chú hay quay Bắc Phong lên phim. Còn chú đứng sau vậy, còn nít đông quá. Ô á, hôm nay về học rồi à? À, ba chị em luôn ông hay là hàng xóm đây ta? Đây là hàng xóm, đây là hai chị em. Hai chị em à, xinh gái quá nhỉ? Nhưng mà ăn cà rem nhiều cái chừng sún răng hết.
Cô bà. Thôi bác đi nhá. Vậy là bà đi, bác đi lộn cái dòng rồi. À cô ơi, hai cô ở với nhau à cơ? Hay là cô chăm cô đây? À giúp bà cơ. À cái này là cho mang món quà của bà Vin Buôn Gạo ở bên nước ngoài cơ. Nhờ cho giúp người khó khăn này cho mang cho biếu cô chúc quà vậy cô nhá. Vâng. Cô cảm ơn bà Vin đi cô. Cảm ơn bà nha. Vâng, đấy. Và gia đình. Dạ, cho đi cô nhá. Còn đang còn cơm. Cô có phải đút không hay cô tự ăn được? Cô tự ăn được. À vậy đấy. Vâng. Vâng, vâng, chào cô nhá. Vâng, vâng. À, cháu mang cái này là của bà Vin Buôn Gạo ngày xưa ấy, cô biết không cả? Có. Vâng, đây cho biếu cô chúc quà với phong bì vậy cô nhá. Vâng, vậy em cũng cảm ơn bà đó, gửi thăm bà sức khỏe đó. Vâng, đấy, vậy, tốt quá rồi, rồi thôi, cháu cũng chúc cô sức khỏe nhá. Vâng, 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 cháu đi. Vâng. Cháu mang chúc quà của gia đình nhà bà Vin ở bên Mỹ ấy, đến chúc cô phần quà vậy cô nhá. Và thôi chúc cô sức khỏe vậy cô nhá. Vâng, cảm ơn hai ông đó, bà ông đó. À, đi. À, đây, quay hai cô đẹp gái cái không? À, rồi. À, vậy thôi đi nhá. Đẹp gái cho lên phim để quảng cáo người ra ký ẩm chứ nhờ. Vâng, rồi, thôi cắn đi. Vâng, hai ông chùm dắt đi. Vâng, à, để bàn đây cũng được ăn này. Bán à. Đi. Đây, hàng chùm trẻ quá, ông chùm phó à cả? Dạ, à, chùm chắn luôn, ừ, trẻ quá, vâng, dạ. Đây là nhà bà Mậu à cả? Bà Mậu. À, bà Mậu, ờ, bà vừa đi đâu rồi? À, mình mang chút quà này của gia đình nhà bà Vin ở Buôn Gạo ngày xưa ấy. Thay mặt bà Mậu, cảm ơn bà Vin rất nhiều. À, vậy nhá, ông chùm trẻ khu đồng chắc hắn đi, ông chùm chắn mà trẻ quá. Rồi, đến nhà ai ở đây nữa? Nhà bà đây. Phi. Nhà bà Phi à Nguyễn Thị Cúc à vâng à bà đây rồi vâng con biếu bà chúc quà của bà Vin bên nước ngoài vậy nhá và nhờ con giúp các gia đình khó khăn vậy chúc bà sức khỏe vậy bà nhá và đây con bà con gái à cả à vâng thôi chứ vâng rồi à, em cảm ơn cô Vinh bác Vinh với lại các chú nhiều à vậy nhá rồi cảm ơn tất cả à, đẹp gái quá da trắng quá này. Bà cũng trắng luôn đầu bạc trắng cảm luôn chú đi à, rồi con đi vâng dạ, dòng này khả năng có mặt dòng này là dòng nhà ông Trương Học này rồi dòng nhà chú Sơ ngày xưa dòng nhà chú Hoàng đây này. Có cả nhà ông Cố ở đây nữa dòng nhà cô Nâng anh Đại này anh đang đi dòng này là dòng khu đông của Phúc Nhạc này. Lại đến đây nha các bác ạ. Cảm ơn trước hết là cảm ơn các bác, sau cảm ơn ông bà ông Vinh. Vâng. Thật cũng vậy. Vâng, đúng rồi. Có lòng hảo tâm thì cũng nhờ các chú các bác thôi giới thiệu. Vâng. Thì chỉ được chứ còn nếu không thì cũng chẳng được. À, dạ vậy các ạ. Vâng, rất cảm ơn hàng bà cô nhá. Vâng, cháu xin phép cháu đi luôn ạ. À. Vâng, chào. Đây cái bác này, nhà cô Thay ngày xưa hay bán rau bán hẳn này. Xưa Khánh cũng hay mua rau nhà cô lắm. Vâng, đây cô này, cháu mang quà này là của gia đình nhà bà Vin ở ngày đường ngày xưa ấy, Buôn Gạo ấy. À, thôi giúp cô một phần quà của gia đình bà vậy cô nhá. Có phong bì đây nữa cô nhá. Vâng, vậy cô cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà Vin rất nhiều. Vâng. Bà thương tôi, bà cho tôi quà như vậy. Con xin chúc chúc lành chúng cho bà gia và gia đình và tất cả anh chị em ở trong gia đình bà xin chúc chúc lành nha. Vâng, rồi em cảm ơn cô nhiều nha. Khi bác ạ, Khánh có mặt ngay dòng đẻ An Tôn, sau chợ Phúc nha. Khánh đến đây đây. À vâng, vậy cô giáo về cho mang chúc quà của bà đến giúp cô vậy nghe nói cô nuôi hai cháu á con. Cô đang nuôi bốn đứa luôn cháu rồi con. Cháu bằng bố mẹ nó bỏ nhau ấy. À vậy á con. Bây giờ cô phải nuôi á con. À. Bố mẹ nó gọi nhau, tôi bà ngoại. À vâng, tôi biết vậy, tại vì tôi thấy mấy ông chùm giới thiệu cô cháu. Thôi vậy cho mang chút quà của bà vậy cô cháu. Vâng. Vậy cho con lời cảm ơn bà Vinh rất là nhiều nhá. Em lại chúc cô chi. Vâng. Bà còn nhớ cháu mà. Vâng, đấy bà cô ngày cháu. Xưa. Ngày xưa cô là phở number one đấy. Vâng, thôi cho đi cô cháu. Chúc khỏe. Cảm ơn bà Vinh rất là nhiều. Có gia đình chưa? Không có gia đình. Không có gia đình. Nó mát.
Còn ủa? Tôi thì bây giờ yếu quá thì à, cháu vẫn đến đây cho giúp hai cô mấy lần rồi này. Nhưng mà cháu cứ tưởng có cô mà bây giờ là hai cô. Và cô hôm nay là cháu mang quà của gia đình nhà bà Vin Buôn Gạo ngày xưa ấy. Và Vinh ạ, à, vậy thì cảm ơn Chúa ở đất mèo với tất cả những xe với thì các anh các chị với các bác chứ. Vâng. Giúp đỡ cho thì hai chị em chẳng biết làm gì đâu. À, giờ đi cũng chả nổi. À, xong có ăn bánh vé số nữa hả cả. Và hôm nay cháu mới vô trong nhà này, mọi khi cháu cứ đứng hàng rào thôi. À vâng, vậy thôi cháu chúc các cô sức khỏe vậy nhá. Dạ. Cháu đi cô. Vâng vâng. Dạ. Khi bác ạ, gia đình Khánh Vân đến mấy lần rồi nhưng mà không ngờ hôm nay Khánh đến đây có tới 3 người khó khăn khi bác ạ. Cũng may mắn là thôi Khánh cũng chút tiền của bà Khánh mua được gói bánh ngon ngon, bánh sô-cô-la hay bánh dễ ăn đấy ạ. Con giúp họ một chút rồi gọi có chút quà bánh vậy, tại vì những người gia đình như vậy thì cả đời thì không biết có ăn được cái miếng gì ngon không khi bác nhỉ. Cho nên thôi con có mua một chút bánh đấy bà ạ. Chú mang chúc quà đến của gia đình bà Vinh ở ngoài đường ngày xưa bà Buôn Gạo ấy chú nhá. Và chú biết không ca? Và thôi thì các ông trùm giới thiệu cho con mang đến của quà của bà đến còn giúp chú tí vậy nhá. Chúc chú sức khỏe vậy chú nhá. Và thôi con đi ạ. Và dạ và dạ. Có một ăn nữa, hai mẹ con đây. Ăn cũng bị liệt dạ. Và con cũng đến đây được mấy lần rồi. Bà ơi, con mang chúc quà của bà Vinh ấy, con biếu bà chúc quà vậy bà nhá. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn các anh, có bà với các anh với chị nha. Vâng, đúng rồi, con cảm ơn bà, dạ, vâng. Vâng, thưa con chào bà nhá. Vâng, con đi ạ. Vâng, dạ. Chị ơi, chị ở nhà ở đây hả chị? À, vậy bình thường chị làm gì chị? Đi làm vớ vẩn cho chú dân ấy, đi chăn heo ấy. À, xong chú cho ở nhà. À, có hai con gái lớn nhỉ? Chị có mấy cháu? Dạ được 4 đứa. À. Một đứa thì đi làm phụ hộ, đi làm thợ mộc. À. Học nghề cháu 15 tuổi. À vậy đó. Còn một đứa thì cháu lớn đại học năm 3. Ồ. Cháu lại học về ngành quản trị kinh doanh. Ồ, học giỏi dạ. Vâng. Mà ăn là ăn mất rồi à chị? Dạ ăn mất được 2 năm rồi. À còn cháu đây là học lớp bao nhiêu con? Con này con học lớp mấy? Dạ con lớp 12. Ồ giời. Con đang bảo là cho con đi học hết lớp 12 con đi học đại học, con học tiếng Trung. À. Mà mẹ bảo hết khả năng rồi con ơi. À, đây, con cháu đây con học lớp mấy? Con học lớp 6. Ồ, vậy đấy, giỏi nhà. Vậy nhà chị các cháu nó chịu khó học quá nhỉ? Mà giờ vất vả lắm bác ơi, giờ em bảo lo cho mấy cháu học hết nổi. Vâng, đấy, coi như chị em dìu nhau cố gắng vậy. Vâng, các cháu chịu khó học đấy. Chị ơi, Khánh mang chút quà này của gia đình mà bà Vinh ở bên nước ngoài giúp chị phần quà vậy nhá. Dạ, em cảm ơn các bác. Chị... chị ở nhà tức là chị ở đâu đến là con? Em là quê em là trên Bạc Lâm. Chú giữ phần quà của một anh gọi của các con gọi là chú đi. Chú Thắng ở bên Mỹ ấy, chú nhờ chú giúp các cháu chịu khó học hành này nhá. Nhà cháu bốn chị em đều đi học mà mẹ thì đi ở nhà vậy cũng chịu khó quá. Thôi chú lấy 1 triệu của chú Thắng chú giúp các con đi học nhá. Dạ vâng. Đấy hai con ấy nhau vậy. Thôi chịu khó học cho đỡ vất vả nhá, để khỏi làm mướn chúng mẹ. Các con cảm ơn chú Thắng đi, các con nói câu cảm ơn chú Thắng là được. Mẹ con cảm ơn chú Thắng nhiều. À vậy nhá, rồi anh Thắng ạ. Ờ may quá có quà của anh Thắng để giúp các cháu. Rồi thế chào chị nhá. Con gái học giỏi rồi mai mốt lấy chồng có nhờ là mẹ được nhờ theo nhá. Tương lai coi chừng mẹ ở nhà lầu. Mong sao em đủ khả năng cho ba đứa con em nó. Vâng, thôi cố gắng chị nhá. Vâng. Em quay về rồi chú quay về rồi mai mốt có ân nhân nào thấy các cháu để giúp các cháu tiếp chú lại mang đến ấy nhá. Năm thứ 4 này em hết lo nổi đấy. À đấy. Vâng. Em hết lo nổi. Đấy chị làm mướn ở nhờ mà lại có 4 cháu đi học luôn, giỏi quá. Học đại học năm 3 một đứa rồi. Dạ, cháu học ngành quản trị kinh doanh. Ồ vậy đấy, vâng. Biết đâu tương lai mẹ ở nhà lầu đây nè. Con chào chú. Con trai năm nay 15 tuổi. À 15 tuổi con học lớp mấy? Con học lớp 10 rồi con phải nghỉ đấy. À nghỉ rồi à? Dạ. À nghỉ vậy đó. Ờ à, đúng rồi có một em trai 3 gái này. Vâng. 3 gái à chị? 3 gái. Vâng vậy đấy. Vâng thôi chào chị nhá. Vâng em chào đây. Vâng à rồi rồi. À, đến chúc quà của gia đình bà thì lại gặp các cháu đi học hành cũng tội nghiệp bà. Rồi thôi Khánh cũng xin may mắn là còn giữ những phần quà của anh Thắng ở bên Mỹ ấy cơ. Thôi Khánh cũng lấy 1 triệu của anh để giúp gia đình họ anh Thắng nhá. À, cũng quý lắm anh ạ, tại gia đình họ có 4 người con thì đang ở nhờ mướn vậy thôi. Mà có con học đại học năm 3 rồi thì chứng tỏ là kinh tế cũng khó khăn lắm mà cũng chịu khó học anh Thắng á. Em mới giúp 1 triệu của anh nữa luôn.
À, đây là theo các ông chùm giới thiệu là hai bác ở miền gốc ở Bến Tre cơ. Okay. Hai bác vô đây lâu chưa cơ? Lâu rồi. À vậy à cơ. Bác ơi, vậy bác ở đây có con cháu gì không cơ? À, cháu, hai đứa cháu lên thì chết luôn. Hai đứa cháu ở với Bến Tre lên đây chơi chơi để về lật hồ xuống ở chết. Trời, trời ơi, lâu chưa cơ? Nay cũng nay mùa bốn này được trăm ngày. Trời ơi, mới vậy thôi hả cơ? Trời ơi, về lật xuồng á, đi đi ở nhà đi làm ăn hay sao mà lật xuồng? Ở nhà mẹ nó chạy xe đó ôm cha nó đi cắt cỏ á. À. Cũng nghèo. À. Đi lên đây chơi rồi về mà mướn ra này nè. À. Rồi dịch cúng con nai về dưới nó ở dưới cái đó dưới xuống xuồng đó. À. Bốn đứa mà lật chết hai đứa cháu. Ồ vậy có bốn đứa cháu mà mất hai đứa luôn à con? Ba đứa à, còn ha. Còn à, một thằng lớn rồi, hai đứa lớn à. Đứa. 7 tuổi, đứa 5 tuổi. À, đấy hai bác đi. Nghèo khổ lắm chú ơi, giờ vâng. Năm nay dịch cũng corona không bao giờ được có tiền hết trơn mấy cậu. Vâng, vậy các cháu mới lên đây được có chưa được trăm ngày mà các cháu về quê rồi lật xuồng mà bốn cháu mà mất 3 cháu luôn. Không, nghiệp các cháu. À, mất hai với một cháu bất bận ngày xưa nữa. À vâng. Vâng, thôi con có chút quà con gửi hai bác, đây là của một người ân nhân tên là bà Vinh bác nhá. Thôi, chúc hai bác sức khỏe với may mắn vậy nhá. Thì có dịp nào con lại quay lại nhá. Vâng. Vâng. Cảm ơn mấy cậu với lại mấy cái tuần quân. Vâng, đúng rồi, ân nhân nhá. Vâng. Vâng. Cảm ơn mấy cậu nhiều. Dạ vâng, con chào ạ. Cậu lắm giờ không thấy đường cậu ơi. À vâng. Giờ lên đây mà hôm đó còn có tiền mới giả, giờ ông bệnh về nó cũng có tiền uống thuốc. Vâng. Có chút quà của gia đình nhà bà Vinh buôn gạo ấy, nhà con giúp gia đình khó khăn là ông Trùng giới thiệu thì con biếu bác một phần quà nhá. Vâng, vâng. Đây. Vâng, cảm ơn bác vậy. Chúc bác sức khỏe vậy nha. Vâng, rất là trong rẫy. À, bán gạo hồi xưa thì mua. Ờ, biết rồi, là Vinh. Vâng, đây cô này, cháu mang chút quà của gia đình và Vinh nhờ cháu giúp những người khó khăn này. Thì ông Trùm dẫn cháu đến đây, thì cháu biếu cô một phần quà của bà Vinh vậy cô nhá. À, gọi là bà được rồi. Vậy bà cảm ơn bà Vinh đi. Xong bà cứ nói được rồi ạ. À, bác Vinh ơi, em là cô Mai này. Cảm ơn bác đã cho em phần quà các... cậu đã đưa đến nhà cho em rồi, cho em cảm ơn bác nhá. Vâng, đẹp rồi, vâng, thôi cháu chào cô nha. Vâng, vâng, vâng rồi, vâng cháu đi ạ. Vâng, vâng dạ. Ở này. À, chú kia này bị nắng sai rồi bà. Đây là chú Phượng. Này, đây nữa này. Rồi, cảm ơn đi, cảm ơn đã. Cảm ơn đã. Mọi khi thấy tiền lấy nhanh lắm phải chưa vẫn đưa mà. Cảm ơn đi. Rồi bà chú bị nặng tai. Rồi thôi chào bà. Chúc quà của một gia đình bà Vinh bên nước ngoài biếu cô vậy cô chăng? Có phong bì 300 ngàn này cô cất đi cô chăng? Vâng. Rồi thôi cháu chào cô luôn. Vâng. Đây em ơi, này giúp em của một ân nhân bên nước ngoài chứ. Em cảm ơn ân nhân chứ. Rồi em khỏe chưa này? Rồi thôi được rồi, chúc em sức khỏe nhá. Rồi thôi đi đây. À có à, mẹ đâu? Mẹ trốn rồi. Có phong bì đấy em ra theo rồi nhá, phong bì 300 đấy. Vâng vâng, mẹ trốn quá. Rồi. Rồi cái bác ạ, một phần quà gần 600 ngàn cái bác ạ. Rồi. Bà ơi con mang chút quà của gia đình nhà bà Vinh này đến giúp bà vậy nhá. Bà bị liệt à cô? Vâng, vâng. Vậy thôi cho biếu cô chưa bà chúc quà vậy rồi bà cảm ơn bà Vinh đi bà. Cảm ơn ân nhân đi bà. Cảm ơn bà Vinh. Vâng, vậy bà nhá. Vâng, vâng. Thế con đi bà nhá. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Đây em này. À, đây là quà của gia đình nhà bà Vinh ở bên nước ngoài ấy, nhờ ăn giúp thì gia đình em có hai người là hai chị em nuôi nhau ạ. Hai anh em à? Vâng. Ồ vậy đấy, có ngăn nữa đấy. Vâng. À thôi vậy em nhận quà đi nhá. Vâng. Chúc em sức khỏe vậy. À em cảm ơn bà đi. Cháu gửi cảm ơn bà. À rồi rồi rồi. À vậy thôi chúc em sức khỏe nha. Vâng. À, rồi, đi. Có tiền lấy cho em là cô cháu mang chút quà này là của gia đình nhà bà Vinh ở bên nước ngoài ấy. Vâng. Bà Vinh buôn gạo ngày xưa ấy, giúp vâng, cô vâng. Phần vậy nhá. Cảm ơn chú và cảm ơn các anh các chị rất nhiều quan tâm tôi nhá. Vâng. Cảm ơn gia đình bà nhá. Vâng đúng rồi, bà cảm ơn ân nhân. Tay bà một bên bị yếu rồi cơ. Vâng, một tay thôi. À bà ở có mình. Vâng, vâng vậy thôi chứ. Nhờ mọi người giúp đỡ tôi đã làm gì mà. Vâng, vâng, vậy thôi cháu chào bà nhá. Vâng, vâng. Dạ, dạ, vâng. Vâng, vâng. Vâng. Có mình em ở đây rồi bán vé số đấy ạ. Rồi bố mẹ mất hết rồi hả em? À, nhà có nhiều bằng ân nhân với tượng Chúa nhiều có quý bác này. À, anh mang cái này là quà của gia đình bà Vinh bên nước ngoài ấy, nhờ anh đi giúp các gia đình khó khăn ấy. Ông Trùm giới thiệu em vậy thôi em biếu ăn một phần của bà Vinh nhá. À, em cảm ơn bà với gia đình đi.
Vâng, cảm ơn. Vâng, vậy nhá. Rồi, thầy chào em đây. Rồi, cô ra cả. Rồi, khán đến giúp đây là cô Hùng. Ngày xưa chú dạy xe lam. Cô cũng bị tàn tật bao nhiêu năm rồi mà cô cũng hiền lắm. Rồi, Phong em bỏ đấy đi em. Rồi, cho biếu cô chúc quà nhá. Vâng, cô chúc phúc cho quý ân nhân vậy nhá. Vâng. Rồi. Vâng, đúng rồi, giỏi quá, biết khắn luôn. Rồi, để chào cô nhá. Vâng, cô ơi, cho đi đây nhá, cho đi đây. Vâng, tội nghiệp cô lắm bà. Rồi, vâng. Dạ. Vâng, bái bà Vinh buôn gạo ngày xưa đấy. Có nhờ con mang phần quà đến biếu bà. Không biết sao bà viết đến bà đấy nhá. Vâng, thế con biếu bà chúc quà với phong bì về bà mua gì bà mua nhá. Là vậy bà cảm ơn bà Vinh đi, bà có nhắn nhủ gì không? Dạ. Bà nói đi ạ. Vậy à. Thôi bà chẳng biết nói gì rồi. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Gần 90. Gần 90 đấy. Bà biết bà Vinh ngày xưa không? Chú Chi là con trẻ bà Vinh mà. Cháu được bà Tình. Nói này tôi cho ông Chi. Là con dâu con trẻ của bà Vinh. Vâng. Đấy, thôi thì bà con mang đến rồi này, nhưng mà tiếc cái bà nặng tai. Bà nặng tai. Vâng, nói cho bà nghe đi, mình rõ tiếng anh nói cho bà nghe là quà của bà Vinh đi. Quà này quà của bà Vinh mà mẹ vợ Quán Chi ấy, của Vinh bên kia đường kia. Đúng rồi. Chi á. Mẹ Quán Chi ấy, mẹ của chị Chi ấy. Mẹ của chị Chi ấy. Mẹ cảm ơn đi, mày nói cho cảm ơn bà đi. Thôi con đi đây. Vâng, thôi bà nhá, con giao riêng cho bà một phần rồi. Rồi, con đi bà nhá, con chào ạ. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Khi bác ạ, bà còn khắn biếu quà cho những người hàng xóm với lại những người bà biết ấy. Bây giờ khắn đến biếu quà gia đình nhà cô Lằn. Gia đình nhà cô Lằn thì ngày trước cô ở ngoài phía khu Bắc. Nhưng mà bây giờ cô vào trong rừng này cô ở rồi cái bác này. Đây là con đường số 6 trong khu vực rừng phía đông của giáo sư Phúc nhà. Khu này bây giờ cũng đẹp hết rồi cái bác ạ. Con đến cái đây con biếu một gia đình này, nhà cô Lằn đây nữa là gia đình cuối cùng bà. Và là hôm nay con xong nhiệm vụ với bà. Đi tìm nhà ăn ngày xưa ăn ở ngoài kia mà giờ ăn vô đây rồi. Ăn vô lâu chưa ăn? Đúng rồi, được mười mấy năm. Vậy cơ hả? Vậy Khánh mang chúc quà của bà đến biếu gia đình ăn nhá. Vâng. Chúc gia đình ăn sức khỏe. Anh có nói bà mấy câu này. anh cứ nói cái mít thâu tiếng, anh cứ nói là được. Vừa con cảm ơn bác nhá. Vì gia đình Thắng bị Hân nhá. Con cảm ơn bác rất nhiều. Vâng. Rồi vậy ăn nhá thì chúc ăn sức khỏe vậy nha. Vâng. Chị đang đi chợ rồi đấy. Vâng. Vâng, thôi Khánh về. Cửa nhà bác. Đấy, vâng. Rồi chào anh ăn nhá. Vâng. Vậy là bà và quý bác ạ. Như vậy là hôm nay thì Khánh con đã làm xong nhiệm vụ mà bà nhờ. Nghĩ bà lớn tuổi rồi, năm nay bà 91 rồi mà bà có lòng nghĩ đến bà con ấy, con cũng rất là xúc động. Cũng may mắn hôm nay con đi được 4 khu rồi, cũng nhờ quý ông trùm giúp đỡ ấy bà. Cuối cùng con cũng hoàn thành xong rồi. Buổi sáng con báo với bà thì con chi hết là 29.711.000. Nhưng mà tới giờ này thì có phát sinh một tí bà ạ. Là chuyến xe con tính thuê 300 thì chiếc xe đấy chở không nổi, cái vật đổ ra đường ấy. Rồi con phải thuê chiếc ba gác máy khác. Thì con bù cho cái anh buổi sáng 100 thôi, rồi con trả cho anh ba gác sau này 400. Như vậy là phát sinh 200 bà. Vậy là con chi của bà hôm nay là hết 29.911.000. Rồi còn vấn đề nữa là hôm bữa con nhận được của bà thì 32.452.000 ấy. Mà bây giờ con giao hết là 29.911.000 rồi. Thì con còn giữ của bà là 2.541.000 bà nhá. Số tiền này thì bà có muốn con giúp tiếp ai thì bà nói con biết ạ. Hoặc là con cũng sẽ lấy tiền này con giúp những người nghèo ở nơi khác chẳng hạn bà. Thôi con cũng hoàn thành nhiệm vụ mà bà nhờ rồi. Là giúp cho xứ ba tạ gạo. Rồi năm nay con cũng được giá gạo nó cũng rẻ. Rồi con cũng giúp được 45 phần quà rồi, với một phần quà đặc biệt cho người hàng xóm, cho người đang ở nhà bà đấy. Vậy là con hoàn thành xong của bà rồi bà nhá. Con cũng cảm ơn bà đã có lòng nghĩ đến quê hương rồi, đến những người già neo đơn rồi, những em tàn tật bà. Rất là món quà rất là lớn và quý đối với họ đấy ạ.
Cảm ơn bà nhiều, con chúc bà sức khỏe rồi gia đình cũng như là các anh chị em, các cô chú bác mình, đại gia đình bà chú ban cho luôn bình an mạnh khỏe và thành công trong mọi việc ạ. Con cũng cảm ơn bà rất nhiều ạ. Bên cạnh đó con cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác mình đã xem phim ủng hộ cho con nhé. Tuy là coi phim về người nghèo thì nó hơi buồn, nhưng mà thôi quý ông bà cô bác cũng như quý anh chị em mình coi phim ủng hộ giúp con nhá. Con xin cảm ơn ạ. Chào bà với chào mọi người ạ. Và dạ.